Nếu là bố con gọi con phải con đi ra. Không phải sát đâu, sát nó hỏng canh. Lửa ra. Còn chim không? Lấy chim. Chụp hình về cho mẹ. Tắt nghiệp. Chụp hình về cho mẹ.
nhẹ hơn, nặng hơn. Đây anh vô nhẹ nhiều. Ôi, cứ để nó lên. Kéo trong năm mươi thì trước đây
װװװװװװװװװ││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 
lên mang trong nhà ra đúng không nào? Đập cửa ra đó. Nhưng mà mang ra rồi đây. Có mới dán bao. À. Đỡ. Chưa một chuyến đi bán à? Bán cái này à? Đâu. Đúng. À. Có bên đây rồi. Có đây là thương ngủ con đường. Nghiêng. Nghiêng. Chơi chơi ra gần gần cái khung chơi nào không? Hai cái kia rồi này. Cho cái này vào này. Xong rồi là rút một xuống đẩy ngược nó lên. Không vừa. Hả? Không vừa. À, phải nghiêng không ạ? Chân nó chưa chân nó không. Chân này mà bê mà không có đi đạn dây là tổn thất. Chân nó không liền với. Chân không liền nó chỉ ấy thôi, nó chỉ gọi là đắp cá thôi. Chân giữ, giữ đẩy. Lật nó lên. Bây giờ lật nghiêng nó lên. Lật nghiêng nó lên xong rồi giật vào đây lật lên. Chứ đừng khanh khanh được cái xương. Lật nghiêng nó lên. Đấy. Kéo nó sập cái chân nhá. Để ý là nó sập cái chân là thế. Xong rồi dê nó vào xong rồi lật lên. Có phải tự cân để như xe không? Hỏng 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 trâu cũng vậy ạ. Dê biết hỏng trâu rồi. Làm chậu khác, trồng cây làm chậu khác. Đông rồi, về đến đây đã ra. Xa đến đây, đông thì đã đọc hết. Đông. Thì tưởng đến đây là trống, đây trống đẩy lại. Tiến lùi đi cho nó đỡ ấy. Tiến lùi đi cho nó đỡ, đỡ phải ra chậu rồi. Quay phải dơ cao rồi chứ nị, quay thế thì anh em đấm à, tao lên mạng với cho tao lên mạng với à. Đấy lâm anh đứng lên mạng đi, qua đây là đứng lên mạng ấy. Đấy đi qua đấy là đứng lên mạng ấy, bảo ra đi. Lên mạng thôi nhé. Fight. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thôi, đẩy đẩy đi xa ra nhá. Ôi trời ơi. Fight. Ôi trời ơi. Giỏi quá. Đừng cho mình đi mẹ. Đừng cho mình đi.
Không làm được đâu. Thôi. Anh em qua TV đấy, anh em được lên TV đấy. Lên TV đấy. Sai. Nó là đang lên TV mà. Lên TV. Xuống này. Xuống thì nó lại dễ. Ngoài kia có xe nâng gì? Có thằng điều khiển xe không thôi chứ. Đấy, tao bảo là bây giờ có xe về nhưng không có thằng nào đi điều khiển xe thì cũng. Thế mới bảo là hôm nay là về bãi luôn. Cái nhà kia có cái hố khác mà cháu nhỉ? Cháu có hố khác mà cái chổi á.